Tới công chuyện anh em ơi, hôm nay thì hơn 2 tháng trời anh em đặt hàng quá trời không có hàng về. Hôm nay thì mình về được hơn 50 con máy cắt sắt của Dexton chạy bằng dây Gura anh em. Thì Dexton thì nó có model là CS2800CR, tức là con này thì nó chạy bằng dây Gura. Thì anh em cũng biết rồi ha, về những cái dòng thương hiệu của Dexton là những cái dòng gọi là dòng quốc dân. Cho nên là hôm nay thì mình review lại cái dòng CS2800 anh em nhá. Anh em thấy không ạ? Riêng nguyên bao bì của nó là 22kg, còn máy thì nó có trọng lượng là 19,2kg anh em nhá. Là nó gần 20kg luôn. Đó, một con máy cắt sắt chạy dây Gura của Dexton mà được đông đảo anh chị em mình luôn tin dùng. Được đóng gói rất là kỹ anh em nhá. Trong này có kèm theo cho mình là một bộ chổi than, một phiếu bảo hành, một khóa mở lưỡi anh em nhá. Đó, được đóng gói rất là kỹ, nguyên một cái thùng xốp như thế này anh em ạ. Đấy. Máy thì có trọng lượng cho anh em là 19,2 kg. Cho anh em xem này. Đấy chưa? 19,2 kg là gần, nó gần cho hắn là gần ngót ngót là 20kg. Đế thì anh em cũng thấy ạ, đế rất là dày, kèm theo một lưỡi chắn bảo vệ an toàn Dexton, logo dập nổi ha. Độ cắt chính xác 45 độ, cực kỳ chính xác luôn. Motor là motor đồng. Này thì nó sẽ chạy bằng dây Gura anh em nhá. Và con này thì được nâng cấp lên là dây nguồn của nó tới 5m. Anh em cũng thấy dây nguồn nó tới công chuyện luôn anh em ạ. Dây nguồn này 5m, chưa có một cái máy nào mà nó dài như thế này ha. Đế dày ha. Tay nắm có trợ lực rất là dài anh em. Khóa mở thông minh. Ở đây thì nó sẽ có một cái nút khóa mở ở đây anh em nhá. Đây, anh em đè nó xuống ha và rôi nó ra. Đó, là tới công chuyện luôn. Đấy. Đó, Dexton chính hãng cho anh em. Con này thì cực kỳ chính xác cho em cái model này. Phải nói là một trong những cái máy mà quốc dân, hầu như là anh em mà thích những cái độ êm á thì anh em mình chơi con này anh em ha. Còn anh em nào mà thích những dòng cắt trực tiếp thì bên em cũng có đủ mẫu của Dexton, nhưng mà hôm nay là video này là cái video 2800CR cắt như vậy là Gura của Dexton. Chế độ của Dexton thì bảo hành 6 tháng ha. Xài điện 220, 2008, 3009 vòng tua. Đấy, anh em thấy cắt góc 45 độ. Lưỡi của nó là 355, máy có trọng lượng là 19,2 kg anh em ha. Thì bây giờ thì cái dòng này thì giá của bên mình đang bán là 2,1 triệu anh em nhá. 2,1 triệu cho em một con máy cắt sắt Dexton. Như vậy là CS2800 chạy bằng dây Gura. Bây giờ thì mình sẽ test con máy này cho anh em với độ cắt sắt dày, cho anh em xem thử cả là sức mạnh của con máy này. Anh em thấy không? Đấy, máy chạy cực kỳ là êm ái anh em nhá. Anh em nào mà thích độ êm thì anh em mình chơi con này, máy rất là êm. Ở trên này nó có một cái khóa anh em nhá. Đây, mình sẽ khóa nó lại, máy rất là chạy liên tục. Yeah, máy chạy liên tục. Đấy, em đây này, lưỡi không bị đảo ha, không bị vênh so với những cái dòng mà ở trên thị trường. Rất là nhiều những cái sản phẩm mà nó vênh vênh váo váo, nó lạng lách đánh võng đỏ đưa, còn Dexton đấy rất là ok ha. Bây giờ thì mình sẽ test sắt hộp, sắt dày, sắt y cho anh em xem con máy 2800 của Dexton cắt rất là nhanh, rất là ngọt, khóa mở thông minh. Đấy. Đây, mình sẽ cắt thử cho anh em xem nhá. Tới công chuyện luôn anh em ạ. Cực kỳ là ngọt ngào anh em nhá. Đây. Cắt đúng như kiểu mà giống như kiểu mà máy cắt lại hợp kim anh em ạ. Đây là máy cắt đá thường mà
nhìn cái đường ba vía, đường cắt của nó thì phải nói là không khác gì một cái máy cắt hợp kim anh em. Với cái mức giá là 2.100.000, anh em thấy là như vậy là cái mức giá đáng đồng tiền anh em thấy không? Này, cắt này, cái đường cắt của nó anh em này, thấy không? Rất là đẹp luôn anh em, giống như một con máy cắt hợp kim anh em ạ. Mặc dù là máy là lưỡi cắt đá bình thường anh em nhá. Đó, thì con máy này thì chế độ của bên em là bảo hành 6 tháng, nói thì bảo hành 6 tháng, nhưng mà anh em có biết không? Đó, máy này thì hầu như là từ khi mà mình khởi nghiệp đến năm 2017 đến giờ thì chưa có một vị khách nào mà để phải bảo hành con này. Thậm chí là chưa bán được cái motor nào luôn. Chưa hề cháy luôn anh em ạ. Nói thì bảo hành 6 tháng cho nó có lệ vậy thôi, chứ hầu như là đến thời điểm này 5 năm trôi qua, 6 năm trôi qua, chưa có một ai mà gọi điện cho mình là bảo là mua cái phụ kiện của con máy là CS2008 chạy bằng dây con ra của Dekton anh em nhá. Cho nên là anh em cứ thoải mái đặt hàng và cứ tin tưởng và sử dụng sản phẩm của bên shop của em mình ha. Đảm bảo với anh em, ok, đảm bảo với anh em khi test máy anh em sẽ móc túi và thanh toán tiền nhá. Chất lượng sản phẩm luôn đồng hành cùng anh em. Đó là cái sự uy tín của bên kênh Điện Máy Lê Minh Phát dành cho anh em trong những cái clip và anh em đã từng xem ha. Anh em đặt hàng thì hãy alo, hãy liên hệ số hotline trên màn hình trực tiếp với em Minh, được em Minh tư vấn là miễn phí cho anh em, giao hàng toàn quốc cho anh em, anh em nhận hàng anh em mới thanh toán tiền. Rất là cảm ơn anh em đã dành ít thời gian để theo dõi cái video của ngày hôm nay của mình ha, với dòng DK CS2008 chạy bằng dây Cura của Dekton với về số lượng hơn 50 máy cho anh em. Tại vì cái dòng này rất là hàng sẽ về rất ít cho nên là anh em đã chờ đợi rất là lâu, nhiều anh em đặt hàng nhưng mà không có ha. Hôm nay đã có hàng lên clip mới. Anh em đang xem hãy bấm nút like, nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mà mình sẽ up lên hàng ngày. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.